Nào. Con này là võ hổ, hổ lao đấy. Đây, đúng. Từ từ đã. Đây này. Đúng không? Đây nha mọi người. Con này sao người nát mét này. Ui này. Ui sao đây toàn con nhỏ nhỏ. Xin chào mọi người nhá. Hiện tại anh em mình đang có mặt ở vườn chuối, nơi mà bác Phú bác ấy phát hiện ra có một con rắn nó đang ở trên cây chuối. Thì bây giờ anh em mình sẽ vào và bắt nó nhá. Đâu rồi, nó còn đấy không? Đây rồi. Nó phơi nắng nhà, nó nằm cao lắm. Sao nó nằm ở dưới vùng chuối à? Bên đây này. Đây rồi, để cho đây nha mọi người. Đoạn này đây này, nhìn thấy khúc đuôi mới lại khúc đầu này. Đây này. Nào. Con này là võ hổ, hổ lao đấy. Đây nó sáng ở cái bùn chuối đấy. Đấy. Cái loại này nó cái loại này chèo rất là tốt nhá. Như là nó đục có sắp nột thì em nghĩ mùa đấy nó không nắng nó đục. Giữ lắm. Mới tìm cách bắt đấy. À thì để nó nào bắt nó xuống. Chạy ra đây. Con này bé mà con này tầm khoảng cân cân. Này bác Phú hay ra đây sao nó gỡ được thế nhỉ? Nhưng mà sáng là định nhặt rồi nhưng mà nó bé bé thì đừng có đau thì bắt không cầu được. Đây nó lại sang cái đầu bên đây rồi nha mọi người. Thì đi. Đây. Anh gỡ cái đuôi này. Con này nó cứ đi trong mình nhá. Con này nó lại bò sang đấy rồi. Này nó bò ngang. Muốn con này thôi bác, thấy muốn con này thôi. Con này. Đây. Nó nằm ở cái bùn chuối này. Ra đang định chặt bùn chuối đi bán giật mình. Vừa lại gần nó phẹt phẹt cả. Không cái dòng này giờ nó phơi nắng cái nào nó phì ngay mà. Đấy nhỉ. Đấy xuống. Đây không rồi. Con này nó đang chỉnh xuống. Rồi. Ok, con chén cuộn. Đấy là cái nó nhỏ nhỏ mà nó giữ vậy nhỉ. Thực giữ luôn. Đây mà. Đã bảo. Có tội gì? Bé như này chả hàng cân. Con cân. Con này cân hơn cân. Cân hơn cân là to rồi. Con này hơn cân ăn chắc luôn. Đấy. Đi ra giáo rồi. Nghe tiếng kia. Đầu tiên là gì? Hả? Thì chiếc con này nó phí quá. Đây này. Ui. Cái gì ấy? Ui. Cái gì ấy? À. Ấy. Hỏi rắn. Đây. Cái gì vậy? Ôi trời ơi. Rắn gì? Vài hổ mang. Quá. Chết rồi. Đi bốc cái lá chuối chứ bốc vào đầu nó. Ui giời này mọi người. Dã man nha. Đây này. Đổ ra nhá. Đây này. Đây nha mọi người. Con này sao người nát bét này. Ui này. Ui. Ui sao đây toàn con nhỏ thôi. Đàn luôn. Không có nhỏ đâu ạ. Dã man. Mấy con? 5 6 con gì nữa? Không biết. 1 2 3 4 5 con đấy. Mấy con? 5 con. Đây này, 1, 2, 3, 4, 5 con, tất cả. Kê, con kia nó nhanh. Đấy nha mọi người. Này. Ui. Này là một toàn to bằng nhau hết. Toàn con thôi. Ui này nó toàn con một cân đâu, con hôi bao vua. Nhưng mà sao nắm đấy nhỉ? Này, con to đấy. Đây. Ui, này một ổ luôn. Ui, ông Vũ nhiều. Đang định bốc cái lá chuối để. Nếu phát đây là kê. Nếu mà bốc vào đầu nó là xoay. Ừ phát đây bốc có là nó cắn đấy. Đây này. Hết đuôi vào nhau rồi. 2 con. Nên cầm hết đuôi em xem bao nhiêu con? 5 con. Cháu thằng nhằng ở trong đống kia còn đấy. Ừ. Ở trong cái đống củi kìa. Rậu. Ừ. Ok. Yêu ơi. 5 con nhé mọi người.
Đây nha mọi người. Bé một, đâu? Một sâu luôn. Không bé đâu nhá. Dã man. Dị đấy anh ơi. Dã man. Có cả túi đi em cho nó xem nào. Xem xong rồi tìm xung quanh em có không? Báo túi cho chú. Nếu mà có rắn bé này em nghĩ là kiểu gì có rắn to ở khu này ấy. Em trông là anh em đổ túi đống đống túi ra. Yêu ơi kinh về kiếp năm con đâu ạ. Này đầu nó ngóc đây nè, kinh dị luôn. Ôi ơi cái này nó cắn vào đít thì ấy ấy con này dài 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 thấy một con này bắt được thêm 4 con nữa này. Này với bạn tí không để xem lại những cái đoạn bùn cuối hôm trước đấy khiếp. Vào cộng tác đi. Úi giời. Thằng bác Phú cho nuôi đây nè. Cho nuôi đây để em dốc vào đây em xem thử nè. Ôi nó có trong cái xô này nó là cái xô gì vậy nhỉ? Có tị nước chắc nó nằm để nó bóc ra nó lồng. Ừ, đây nha mọi người. Đây này nó nằm một ổ ở đây này. Ủa ở bên trong ấy, bên trong nó còn đang cắn nhau kìa. Đấy, con này nó cắn nhau á. Bọn nhỏ nhỏ thế nhưng mà nó máu đấy. Anh em ấy tìm quay về thử đi. Bây giờ là sẽ xem thử cái ngoài cái đống củi xem là liệu nó có còn con nào không. Xem kìa. Ủa kìa con nỗ ở bên đấy, con nào đi ngay. Thì anh em bây giờ phải quay đi, trong anh em tập trung chiêng hết đống củi ra đi. Ok. Mọi người xem video thứ hai cho mình xin hôm nay đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Chào mọi người. Chào mọi người nhá. Bây giờ anh em sẽ tiếp tục là về nhà lấy cái thuống để ra đây đào ở cái khu vực này xem liệu nó có còn hay không. Thì nếu còn thì anh em sẽ quay tiếp tục cho mọi người xem nha.